bạn sẽ đến điểm đến chào của bà mình. con, chào các bạn, mời bà con và các bạn cùng chúng tôi hôm nay lại tiếp tục đi tìm mua những cây sưa đỏ. Hôm nay chúng tôi đi tìm mua những cây sưa đỏ về trồng. Chúng tôi được anh em giới thiệu, nhà chị nông dân này có mấy cây sưa đỏ đang cần bán. Những cây sưa này là vẫn là những cây sưa non, hiện nay chúng tôi mua về để trồng. Những cây sưa này là cây sưa non, nó chưa có lõi. Cái này thì bán bây giờ rẻ lắm. Thế có bán thì bán. Cái này nó cũng được độ, nếu mà ba cây bình quân, cây đẹp thì nó hơn tí, như cái xô đi thì 2 triệu cây. 2 triệu một cây hả? Mua đi em bán. Em bán thì em đổ đất em mới bán. Không à thế bán. Ừ rồi. Không nhưng mà không, hai cây kia thì nó không được cái gì cả, được thích mỗi cây dài thôi. Đây bây giờ chúng ta ra xem ba cây sưa này. Đây cây sưa này là cây to nhất, lớn nhất mà cây sưa dài nhất đây. Tôi thích nhất cây này đây. Ừ, cây này. Sang cây bên. Đây là cây thứ hai. Cây này vanh vào 60. Vanh cây này xem. Cây này vanh 60. Đây là cây thứ ba. Đến cái ngạc đây 4 mét. 4 mét đến ngạc. Cây này dài cây này là dài vào hơn 5 mét, gần 6 mét. Lên đến cái cành kia. Cành này vào 6 mét. Đấy. Vào 6 mét cây này. Cây này là cây đẹp nhất. Bây giờ chúng tôi tiến hành cắt cành để đào ba cây sưa này. Đang quay đấy, đang cây sưa. Đấy rất là. Để cho em đặt lên cái mẫu ấy. Ông đứng đấy làm gì, nó chẳng có đủ đầu bây giờ. Ông đi ra đi, đừng đấy. Để cho chú làm đã. Ông cứ đứng một bước. Mình cho nó đổ về lòng mày cho nó dễ, cứ đuổi đổ ngược đấy, thế. Ôi trời ơi, nặng thế cơ mà, xách tay thì nó chả lặng. Người ta có dây, người ta treo thì nó không lặng. Chặt đi. Để cũng được, kéo nó đổ xuống được hết. Đứng chuẩn bị chỗ đi. Em bị sắp đứt rồi đấy. Ừ, đấy rồi. Đó, đấy. Ôi giời ơi, đấy. Rất là. Bây giờ nó nhiều người đẹp. Ừ, đấy, sau cắt. Đúng là vua kìa. Đây, xuống đây đằng này. Em bước. Rồi. Xuống thôi. Xuống thôi. Xong rồi.
anh dọn chỗ này đi cho nó cái để dao ấy, cành này này chặt luôn. Như khỉ ấy nhỉ? Lúc cái tuổi tuổi gì ấy? Tuổi là tuổi khỉ. Tuổi khỉ luôn thì mua khỉ đấy. Thân 80 cả đúng là khỉ thì. Có tuổi thân 80. Ừ. Rồi, khỉ à. Bắt cầm con dao đấy để này. Nào xem vua khỉ. Bây giờ sang cây tiếp theo, sang cây cuối cùng, chót vót đỉnh ngọn. Anh định làm gì? Định chặt tiếp cành bé đấy nữa. Chặt tiếp cành bé đấy xong này. Quá rồi. Sắc. Mắc sang cây bên rồi. Được rồi. Cần thiết thì mai. Ôi đấy. Úi, vua khỉ đúng là vua khỉ. Chuyên gia cây 20 năm rồi trong nghề. Ôi. Cấp bằng rồi rồi. Chèo rồi. Chặt chèo. Chèo cây này cao là phải đòi hỏi cái tim mạch nó phải tốt. Không là run đéo được. Run chân run tay không bao giờ là. Ồ. Xong. Cái này nó. Bây giờ xuống sang cành bên này. Bên này là còn một cái cành nó chĩa sang nhà người ta. Cành này là cực kỳ khó khăn. Cành này là rất nguy hiểm. Cành này đổ sang nhà. Còn một cành cuối cùng đổ vào cái nhà này. Thì buộc dây. Đấy đứng đây rồi. Cậu vẫn đứng dưới vùng bàn đi chứ. Để cho nó ngọn nó xuống đấy. Đúng rồi, đừng kéo đây. Kéo quạt xuống dưới. Đổ vào đây rồi này. Đấy, từ mái nhà kia. Mái nhà kia giờ ra khỏi mái nhà rồi. Cứ kéo đi, kéo thật căng vào, kéo thật mạnh vào. Quyết định đấy. Quyết định đấy. Lôi đi. Lôi đi, lôi đi. Được rồi, đấy. Xong, hết nhiệm vụ. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.